Bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ hai của Chiến trường Bình Định và Mãnh sư Nguyễn Mạnh Tường của tác giả Trần Thúc Vũ. Chính vì sự tin tưởng của dân chúng Bình Định, các cuộc hành quân trước đây đều lấy danh hiệu toàn thắng. Danh hiệu các cuộc hành quân giải tỏa đề ghi của Trung tá Nguyễn Mạnh Tường là An Dân. Với tư cách tư lệnh hành quân, Trung tá Tường xin phép Trung tướng tư lệnh quân đoàn 2 được bảo vệ tuyệt mật mọi kế hoạch. Mãi sau này, mọi ý niệm điều quân Trung tá Tường luôn luôn bảo vệ một cách tuyệt mật, ngay cả trung tâm hành quân cũng phải giữ im lặng vô tuyến đến tận lúc chiến thắng. Việc bảo mật ấy đã thành công trong một chiến thắng lớn khác, hạ sát tên thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn đặc công 405 anh hùng, bắt toàn bộ cấp chỉ huy của tiểu đoàn này, tịch thu rất nhiều vũ khí trong trận đột kích vào sào huyệt của chúng tại ranh giới Bình Định và Phú Yên. Bẻ gãy mũi dùi chúng đang tiến hành tấn công kho xăng và kho đạn của quân khu 2 tại đèo Son Bình Định. Cuộc hành quân này Trung tá Nguyễn Mạnh Tường đặc biệt giữ kín, ngay cả trung tâm hành quân cũng không hề biết, không một ai hay, thậm chí lực lượng tham dự là các nghĩa quân viên được lựa chọn cho cuộc đột kích cũng chỉ được biết vào phút chót. Cho đến khi đích thân Trung tá Tường lên máy vào lúc 3 giờ sáng, lệnh cho trung tâm hành quân gọi an ninh quân đội và quân cảnh ra phi trường tiếp nhận tù binh và các chiến lợi phẩm. Ngay cả đến trận phản công giải tỏa phi trường Phù Cát vào tháng 5 năm 74, với mưu toan của cộng quân tiêu diệt căn cứ 60 không quân, cũng bị Trung tá Tường dùng kỳ binh bất ngờ đánh cho sấm sét không kịp bưng tai, khiến trung đoàn 2 của sư đoàn 3 sao vàng tan tác. Lời yêu cầu được hoàn toàn chấp thuận và lực lượng đặt dưới quyền của Trung tá Nguyễn Mạnh Tường gồm Liên đoàn 7 biệt động quân, quân khu 1 làm lực lượng trừ bị, hai tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 41 Sư đoàn 22 Bộ binh, một tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 42 Sư đoàn 22 Bộ binh, một chi đoàn thiết quân vận M113, một tiểu đoàn pháo binh, một đại đội trinh sát, một pháo đội 155 ly, một tiểu đoàn địa phương quân Tuyên Đức. So sánh tương quan giữa ta và địch, ta 3 địch 5 tức 3 trên 5, một cuộc hành quân tấn công giải tỏa với quân số tham chiến yếu hẳn hơn địch, trong lúc địch đã sẵn sàng chờ đợi một mặt trận đã được họ bố trí và lựa chọn trước, quả là điều không mấy sáng sủa, mà thời gian ấn định là trong 7 ngày phải thanh toán xong chiến trường. Trong lúc mọi người đều cho rằng cuộc hành quân khó lòng đạt được thành quả tốt đẹp, thì Trung tá Tường lại tin tưởng sẽ chiến thắng. Với lối đánh bất ngờ, yếu tố bảo mật phải được áp dụng triệt để. Ông xin với Thiếu tướng Phan Đình Niệm, tư lệnh sư đoàn 22 bộ binh, để xin được sử dụng đại đội trinh sát thuộc sư đoàn để tốc chiếm núi Gền và một đại đội thuộc Liên đoàn 7 biệt động quân chiếm lại đài kiểm báo và hai cao điểm. Do một huyện đội Phù Cát và một đơn vị đặc công của sư đoàn 3 sao bằng quyết tử chiếm giữ, Thiếu tướng Niệm đã thoái thoát cho rằng đại đội trinh sát đang trong thời gian dưỡng quân, khó lòng có thể đảm nhận tốt được trách nhiệm. Thế vậy tư lệnh sư đoàn lo ngại sự tổn thất, Trung tá Tường vui vẻ nói rằng ông sẽ dùng một đại đội địa phương quân thay thế đại đội trinh sát của sư đoàn để thi hành nhiệm vụ vinh dự này. Không một ai hay ít ra trừ viên tư lệnh quân đoàn, Trung tướng Nguyễn Văn Toàn, vốn đã biết rõ khả năng điều quân và tài năng của Trung tá Nguyễn Mạnh Tường, nguyên là giám đốc trung tâm hành quân quân đoàn 2. Thiếu tướng Niệm tỏ rõ nghi ngờ về khả năng của địa phương quân, Trung tá Tường khẳng định rằng một đoàn quân thiện chiến không nhất thiết phải là danh hiệu, mà do sự huấn luyện như thế nào, tinh thần binh sĩ ra sao, và cũng còn tùy thuộc vào chính cấp chỉ huy của đơn vị ấy nữa. Ông chỉ xin riêng với Trung tướng Tư lệnh quân đoàn Cập Loan Đại Quý để thăng cấp tại chỗ cho viên Trung quý đại đội trưởng đại đội địa phương quân này, và Trung tướng Toàn chấp nhận yêu cầu ấy nếu đạt được chiến thắng. Ngay sau khi rời khỏi phòng họp, Trung tá Tường đã đến tiểu đoàn 209 địa phương quân do Đại Quý Nguyễn Bá Gạt làm tiểu đoàn trưởng. Ông gặp riêng Trung Quý Phước đại đội trưởng đại đội 1 và ngỏ ý muốn sử dụng đại đội này đánh chiếm núi Gền bằng chiến thuật tốc chiến, chỉ sử dụng lựu đạn trong trận đánh, và ông hứa nếu chiến thắng ông sẽ tức khắc gắn lon đại quý ngay tại mặt trận.
Trương Quý Phước cũng hứa rằng ông sẽ chiếm núi Gành một cách dễ dàng, không quá 30 phút. Trung Quý Phước kể rằng từ thuở nhỏ ông thường chăn trâu trong khu vực này nên mọi địa thế của núi Gành ông biết rõ hơn ai hết và lối tấn công bằng lựu đạn là hiệu quả nhất. Trung tá Tường bàn thảo việc tấn công với người sĩ quan mà ông đã hiểu rõ và đã lựa chọn. Duy nhất ông đòi hỏi Trung Quý Phước không được tiết lộ bí mật hành quân với bất cứ ai, ngay cả với những người thân cận nhất. Ngày N trước nửa đêm, một đại đội biệt động quân được đổ xuống tấn công sấm sét vào đài kiểm báo. Chưa đầy nửa tiếng, đại đội biệt động quân đã làm chủ tình hình, đánh bật lực lượng đặc công của sư đoàn 3 sao vàng ra khỏi mục tiêu, địch để lại nhiều vũ khí cá nhân và xác chết. Ngày N, lúc 5 giờ sáng, đại đội 1 của Trung Quý Phước đã tiếp cận mặt trận, bất thần tung hàng trăm trái lựu đạn. Chỉ 15 phút sau, huyện đội phù cát lớp chết, lớp bị thương, lớp quăng vũ khí tháo chạy. Cuộc chiến thắng của đại đội 1 trọn vẹn và chớp nhoáng đến nỗi không một ai có thể tin được. Về phía bạn, đại đội 1 chỉ duy nhất một binh sĩ bị thương nhẹ vì chính mảnh lựu đạn của mình. Cùng thời gian ấy, tiểu đoàn của trung đoàn 42 do đại quý Trí làm tiểu đoàn trưởng đã từ chân núi phía nam núi Bà vượt đỉnh núi tràn xuống đánh như bão táp vào sau lưng địch. Cuộc tấn công bất ngờ đến nỗi tên tư lệnh lữ đoàn địch quẳng cả xác cốt với toàn bộ tài liệu tháo chạy. Hai tiểu đoàn của trung đoàn 41 cũng đồng loạt tràn ngập, địch không kịp phản ứng bỏ chạy tháo thân. Cũng vào ngày N, chi đoàn M113 thiết quân vận cũng đổ bộ lên bãi biển cách phía nam căn cứ vài cây số, nhất loạt tấn công hoàn toàn lực lượng địch đang vây hãm căn cứ đề ghi. Gần như toàn bộ pháo binh của địch quẳng lại, chúng đạp lên xác đồng đội mà tháo thân. Cuộc hành quân truy kích bắt đầu và chỉ đúng 5 ngày sau ngày N, cuộc hành quân đã hoàn toàn chiến thắng, không một tổn thất về phía đơn vị bạn. Cuộc hành quân an dân 1/73 hoàn tất, bao gồm cả nhiệm vụ và công tác an dân. Công tác an dân 1, đại đội sinh viên sĩ quan chiến tranh chính trị Đà Lạt đảm trách trong giai đoạn thực tập công tác dân sự vụ trước khi mãn khóa 3, sĩ quan chiến tranh chính trị. Với 5 ngày vừa chiến thắng vừa ổn định cuộc sống của nhân dân vùng Phù Mỹ và Phù Cát, không một người dân nào bị thiệt hại về sinh mạng và tài sản, bảo đảm 100% toàn vẹn mệnh lệnh do phủ tổng thống trao phó, xứng đáng với tấm lòng tin tưởng và ưu ái của nhân dân Bình Định ủy thác. Và ngày hôm sau, tổng thống Thiệu mời tất cả các đại sứ của các nước đến thăm viếng đề ghi mới được giải tỏa. Với tất cả mọi chứng tích bày cuộc vi phạm hiệp định đình chiến của Cộng sản Việt Nam và tổng thống đại các đại sứ một bữa gọi cá cơm nổi tiếng ở đề ghi, miền đất nổi danh của các chiến sĩ âm thầm, các chiến sĩ địa phương quân và nghĩa quân Bình Định. Khoảng tháng 6 năm 1973, viên thiếu tá Võ Văn Ứng bất chợt về hồi chánh. Theo lời khai của y, với trận đề ghi thất bại, 3/4 lực lượng tham chiến thuộc lữ đoàn Cộng sản bị loại khỏi vòng chiến, một số lớn tử thương, không kể bị thương và bị bắt. Sư đoàn 3 sao vàng rúng động, quân khu 5 Cộng sản ngẩn ngơ, Hà Nội tím ruột, Ứng bị giáng cấp tụt xuống chưởng quý. Khi về hồi chánh, y tha thiết xin được gặp người đã làm cho y thân bại danh liệt, Trung tá Nguyễn Mạnh Tường. Võ Văn Ứng quê ở Hoài Nhơn, Bình Định, một sĩ quan nổi danh của sư đoàn 3 sao vàng, xuất thân từ hàng ngũ binh sĩ đi lên, chiến trận dạn dày. Trung tá Tường tiếp y với nụ cười ân cần, hiền hòa và bình dị. Y thật lòng thú nhận là y không thể ngờ được có ngày y bị bại trận một cách nhục nhã đến như thế. Tuy nhiên, y rất khâm phục về phương cách điều quân lạ lùng và chớp nhoáng mà y không hề nghĩ tới, duy có một điều y bất phục. Thưa ông, nếu tôi là ông thì hai tiểu đoàn còn lại của tôi sẽ không thể nào chạy thoát, sẽ không còn một người nào sống sót bằng cách sử dụng phi pháo và chặn đánh. Trung tá Tường vẫn nụ cười hiền hậu đưa phong độ hành quân ra và nói, ông hãy xem đây, tôi đã dự tính hơn những điều ông nói, tuy nhiên nếu tôi thực hiện điều đó, người dân vô tội sẽ tổn thất không nhỏ về nhân mạng và tài sản. Với tôi, dù nếu để tiêu diệt trọn hai tiểu đoàn tẩu thoát của ông, đổi lại chỉ một người dân phải chết oan uổng, tôi nhất quyết không làm.
Ứng không ngờ trong đời y đã gặp được một danh tài quân sự, mà lại càng không ngờ trong đời chiến trận sanh tử lại có một tấm lòng nhân ái đến như thế. Trận đánh giải tỏa phi trường Phù Cát. Sau trận đề ghi, tiềm năng quân sự của sư đoàn 3 sao vàng bị hao hụt trầm trọng, các hoạt động quân sự cố địch hầu như suy giảm hẳn. Hai liên đoàn 4 và 6 biệt động quân tăng cường chế ngự địch tại hai quận Hoài Nhân và Tam Quan. Hoài Ân là một phần quận Phù Mỹ do trung đoàn 41 đảm trách. Tình hình an ninh tương đối ổn định, quốc lộ 1 và 19 thông suốt do các lực lượng địa phương quân và nghĩa quân đảm trách. Bọn Cộng sản gửi văn thư tố giác đích danh Trung tá Nguyễn Mạnh Tường là luôn luôn nóng lấn, vi phạm hiệp định đình chiến. Nực cười là lời tố giác này lại đứng trước một thực tế mà viên trưởng đoàn kiểm soát đình chiến trú đóng tại trung tâm huấn luyện Phù Cát đã phải thừa nhận là chính Cộng sản đã vi phạm. Thêm vào đó, các vị đại sứ của các quốc gia đã đích thân đến thăm căn cứ đề ghi ngay sau khi quân lực ta tái chiếm, đã là những nhân chứng đáng tin cậy nhất. Do đó, văn thư tố giác Trung tá Nguyễn Mạnh Tường rơi vào khoảng không. Trong suốt thời gian từ tháng 1 năm 73 cho đến tháng 4 năm 74, các ấp an ninh từ loại V được dần dần nâng lên loại A càng lúc càng nhiều. Khu vực vòng đai an ninh thị xã Quy Nhơn mỗi lúc một mở rộng thêm, dù rằng địch cố gắng giành giật như hầu như hoàn toàn thất bại. Cũng thời gian này, tuy rằng tình hình quân sự tương đối lắng dịu, lại chính là giai đoạn vất vả nhất đối với Trung tá Tường. Ông thường xuyên có mặt ở khắp nơi, vừa luyện quân vừa tổ chức phối trí lại tất cả lực lượng dưới quyền. Một trong những đơn vị mà ông đã bỏ công sức để thành lập, huấn luyện, đó là liên đội trinh sát của tiểu khu. Ông đi đến từng các trung đội địa phương quân và nghĩa quân, tìm hiểu và lựa chọn đến từng binh sĩ. Ông tìm hiểu hoàn cảnh, đời sống, tâm tư và tình cảm của tất cả các chiến binh, lựa chọn các cấp chỉ huy dũng lược để bổ nhiệm vào các chức chỉ huy, từ tiểu đội trưởng trở lên. Trung úy Khuynh được bổ nhiệm làm liên đội trưởng liên đội trinh sát tiểu khu với quân số khoảng 2 đại đội. Sự lao tâm khổ trí của ông đã được đền bù trong trận đánh giải vây căn cứ 60 không quân chiến thuật của Đại tá Nguyễn Hồng Tuyền, trú đóng tại phi trường Phù Cát. Phi trường Phù Cát là một phi trường quân sự lớn do công lực Hoa Kỳ xây dựng vào những năm 66-67. Căn cứ nằm giữa trên ba quận An Nhơn, Bình Khê và Phù Cát, kéo dài theo hướng Tây Nam, Đông Bắc, chạy dài từ núi Vân Sơn cạnh dòng sông Côn lên đến tận núi Một, kế cận cầu Phù Ly thuộc quận Phù Cát. Phi trường Phù Cát rộng lớn, lớn hơn cả phi trường Phú Hiệp. Tất cả các loại phi cơ phản lực có thể lên xuống một cách dễ dàng. Khi quân đội Hoa Kỳ rời khỏi Việt Nam, Đại tá không quân Nguyễn Hồng Tuyền tiếp nhận phi trường và trở thành chỉ huy trưởng căn cứ 60 không quân chiến thuật. Từ căn cứ này xuất phát tất cả mọi loại phi vụ yểm trợ đắc lực nhu cầu chiến trường trong một vùng hoạt động rộng lớn. Vào một buổi chiều ngày Chủ nhật tháng 5 năm 74, Đại tá Hoàng Đình Thọ, tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng tiểu khu Bình Định, đi họp tại Sài Gòn. Trung tá Tường xử lý thường vụ chức vụ tiểu khu trưởng trong lúc Đại tá Thọ vắng mặt. Trời còn rất sớm. Thượng sĩ Nguyễn Đình Đốc, một hạ sĩ quan đầy tài năng và kinh nghiệm của phòng 2 tiểu khu, trình cho thiếu tá Tường một bản điện văn của địch đã được giải mã. Nội dung vỏn vẹn gồm 10 chữ, quân ác chủ bài đã vào vị trí tập kết. Nội dung ấy nói lên rằng sư đoàn 3 sao vàng của quân khu 5 sắp khai diễn một cuộc tấn công có tầm mức quan trọng, tuy nhiên không rõ được mục tiêu mà chúng đã lựa chọn. Là người chỉ huy luôn luôn nắm vững mọi tình hình lực lượng bạn, với một hệ thống tình báo riêng, ông còn biết rõ địch tình, lực lượng và những thói quen cùng tính nết của các cấp chỉ huy của sư đoàn 3 sao vàng. Ông theo dõi những chuyển dịch của lực lượng địch một cách cập nhật, với sự thận trọng và khách quan, đồng thời loại bỏ từng mục tiêu cùng khả năng chuyển quân của chúng. Cuối cùng, ông đã khẳng quyết rằng mục tiêu của con ác chủ bài chính là căn cứ 60 không quân chiến thuật. Lập tức, ông điện thoại cho Đại tá Nguyễn Hồng Tuyền, chỉ huy trưởng căn cứ. Cũng may Đại tá Tuyền còn tại căn cứ 60 và ông cho biết là có một chuyện cực kỳ quan trọng cần thảo luận với Đại tá Tuyền
và yêu cầu đại tá Tuyền ở nhà chờ ông, mà vì tính chất quan trọng của vấn đề ông không thể nói trên điện thoại được, đại tá Tuyền đã khẩn cấp đưa trực thăng đón trung tá Tường ngay tức khắc. Để giữ bí mật, chỉ có hai người duy nhất trong cuộc họp mật này, trung tá Tường cho đại tá Tuyền biết chỉ trong đêm nay, cộng quân sẽ tấn công căn cứ 60 không quân chiến thuật, lực lượng địch, con át chủ bài chắc chắn phải là một lực lượng cực kỳ hùng hậu. Phòng ngự căn cứ gồm các lực lượng yểm cứ và quân nhân cơ hữu của không quân. Ngoài ra từ trước, căn cứ được tăng cường tiểu đoàn 263 địa phương quân do thiếu tá Phạm Hữu Kỳ làm tiểu đoàn trưởng với quân số chừng 600 binh sĩ. Tuy nhiên căn cứ quá trọng, lực lượng phòng thủ phải phân tán quá mỏng. Đường phi đạo nằm dọc theo chiều Bắc, Đông Bắc và Nam Tây Nam, do đó căn cứ phải trải dài theo chiều dài phi đạo. Sườn phía đông của căn cứ là khu dân cư dày đặc của ba quận An Nhân, Phù Cát và Tuy Phước. Địch không có khả năng che giấu và di chuyển vũ khí nặng. Do đó chắc chắn mũi tiến công của Cộng sản từ sườn phía tây của căn cứ, khu vực thưa thớt dân cư, xa xa ở phía tây là dãy núi Vĩnh Thạnh, trùng điệp tiếp giáp với các mật khu của địch. Cánh đồng phía bắc quận Bình Khê, từ Gò Đề trở lên là khu đất cằn cỗi do nước lũ từ triền dãy Vĩnh Thạnh đổ xuống, năm từng năm soi mòn làm thành những con lương sỏi đá khô cằn. Những con lương này là một địa thế lý tưởng cho cuộc chuyển quân, ém kính và tiếp cận mục tiêu của địch từ dãy núi Vĩnh Thạnh chạy sang phía đông, tiếp giáp phi trường Phù Cát. Sườn phía tây có hai ngọn đồi cao, một ở phía bắc tây bắc, nằm bên trong vòng đai phòng thủ là ngọn đồi 69, do một trung đội thuộc tiểu đoàn 263 địa phương quân trấn ngự. Một ngọn đồi khác nằm hướng chính tây, mang tên đồi 151, nằm cách căn cứ chừng một cây số, do một trung đội nghĩa quân thuộc chi khu Bình Khê trú đóng. Muốn tấn công một mục tiêu rộng lớn và quan trọng như căn cứ 60 không quân chiến thuật Phù Cát, trung tá Nguyễn Mạnh Tường ước tính lực lượng địch phải từ cấp trung đoàn trở lên, được tăng cường lực lượng phòng không pháo binh hỏa tiễn nhằm khống chế các phi cơ của căn cứ, không cho cất cánh, đồng thời phá hủy tất cả những kho đạn và những mục tiêu trọng yếu mà chắc chắn chúng đã có được sơ đồ chi tiết do bọn nội tuyến cung cấp. Đại tá chỉ huy trưởng căn cứ ra lệnh cấm trại 100%, đồng thời mọi kế hoạch phòng thủ được âm thầm tiến hành sẵn sàng chờ địch. Đứng trước tình hình nghiêm trọng ấy, trong tay trung tá Tường không còn bất cứ một lực lượng trừ bị nào ngoài liên đội trinh sát tiểu khu của Trung Quý Khuynh với quân số khoảng 250 binh sĩ. Phòng ngự không để cho địch tràn ngập căn cứ là thiết yếu, nhưng phản công tiêu diệt địch lại là một vấn đề quan trọng hơn. Giữa lúc ấy, một đoàn xe chở một tiểu đoàn biệt động quân về thụ huấn tại trung tâm huấn luyện Lam Sơn đang di chuyển ngang qua tỉnh Bình Định. Trung tá Tường sau nhiều khó khăn trong buổi sáng chủ nhật ấy mới xin phép được thiếu tướng Phan Trọng Chinh để được sử dụng tiểu đoàn biệt động quân này để tăng cường phòng thủ cho phi trường. Tuy nhiên không được sử dụng tiểu đoàn làm lực lượng tấn công giải tỏa, biết chắc chắn là với lực lượng còn lại không đủ khả năng tấn công trực diện địch mà phải sử dụng kỳ binh tốc chiến tốc thắng, âm thầm đánh vào sườn địch vào giữa lúc bất ngờ nhất. Trung tá Tường đã xin lệnh quân đoàn được phép sử dụng chi đoàn thiết giáp đang trú đóng tại An Khê để bảo vệ trục lộ cho các đoàn xe tiếp tế từ Quy Nhơn lên Pleiku. Tuy nhiên, Trung tướng Toàn, tư lệnh quân đoàn 2 đã đi họp tại Sài Gòn, Trung tướng Cẩm, tư lệnh phó không có mặt. Sĩ quan trực trung tâm hành quân cho hay, không biết chuẩn tướng Cẩm ở đâu trong ngày chủ nhật hôm ấy. Trước tình trạng cấp bách, trung tá Tường sử dụng trực thăng do đại tá Tuyền biệt phái, đáp xuống An Khê gặp Trung Quý Mỹ, chi đoàn trưởng chi đoàn thiết giáp, giả lệnh có quân đoàn đặt chi đoàn với quyền điều động của ông. Đồng thời ông cũng ra lệnh đình hoãn tạm thời các đoàn công vo tiếp tế lên cao nguyên, cho đến khi có lệnh mới. Chi đoàn thiết giáp được lệnh đổ đèo An Khê xuống Bình Khê chờ lệnh. Ông trình bày kế hoạch tấn công, nhiệm vụ của chi đoàn và liên đội thám sát tiểu khu có trách nhiệm tấn công sườn phía nam của địch, tuyến xuất phát từ phía bắc bờ sông Côn khi có lệnh.
Kế hoạch của ông là liên đội thám sát Tùng Thiết đánh thốc từ phía nam lên với sức mạnh hỏa lực tối đa, với vận tốc tối đa, không được dừng lại để thu nhặt chiến lợi phẩm mà phải chia cắt nát mặt trận của địch. Trong khi ấy, ông sẽ dùng tiểu đoàn biệt động quân giả làm lực lượng tấn công trực diện với tất cả hỏa lực và những vũ khí cộng đồng để thu hút địch. Trung tá Tường đặt xuống bờ bắc sông Côn, cách đền thờ Đức Quang Trung khoảng 50 mét, dẫn Trung quý Mỹ và Trung quý Khuynh cùng ông vào điện thờ làm lễ dâng hương. Xin anh linh thần dũng của người anh hùng năm xưa đã chớp nhoáng đánh tan 20 vạn quân Thanh vào đầu xuân năm Kỷ Dậu 1789, phù trợ cho các chiến binh hậu duệ của ngài. Sau đó ông cùng Trung quý Mỹ và Trung quý Khuynh lên trực thăng đi thám sát địa thế, bởi vì địa hình khu vực Bắc Bình Khê, Tây Phù Cát, An Nhân có nhiều bất lợi cho cuộc tấn công chớp nhoáng bằng thiết giáp, do đó người chỉ huy phải nắm vững địa hình một cách chặt chẽ. Sử dụng một chi đoàn thiết giáp với một liên đội làm mũi nhọn, làm chủ tấn công một địch thủ mà quân số và hỏa lực gấp 10 lần là một điều ít ai dám làm, thậm chí không dám nghĩ tới. Thế nhưng trong chiến sự Cổ Kim và Đông Tây đã từng xảy ra với các danh tướng đã từng chiến thắng trong mỗi hoàn cảnh với những yếu tố bất ngờ thần tốc. Đêm Chủ nhật hôm ấy, các chiến binh căn cứ không quân chiến thuật trong tư thế sẵn sàng chờ địch, và quả nhiên cộng quân mở đầu cuộc tấn công bằng hàng ngàn trái đạn đủ loại. Tiểu đoàn trinh sát sao vàng ồ ạt tấn công cao điểm 151 do Trung đội Nghĩa quân thuộc chi khu Bình Khê trú đóng. Đồi 151 bị địch tràn ngập và chiếm ngự, chúng dùng điểm cao này để chế ngự phi trường. Trên ngọn đồi 69 nằm trong vòng đai phòng thủ bắc tây bắc phi trường, do một trung đội của tiểu đoàn 263 tự thủ đã đẩy lui nhiều đợt tấn công của địch. Trung đoàn 2 sao vàng, trung đoàn được gọi là con át chủ bài, nghĩ rằng với yếu tố bất ngờ và với hỏa lực ưu thế, chúng sẽ dễ dàng chọc thủng tuyến phòng ngự và tràn ngập căn cứ một cách dễ dàng. Nhưng chúng không thể ngờ, các chiến sĩ của căn cứ đã chờ đợi chúng và bằng tất cả sức chiến đấu mãnh liệt, từng đợt tấn công của cộng quân đã bị đẩy lui. Trong lúc ấy, tuyến phòng thủ của tiểu đoàn biệt động quân được trang bị bằng những vũ khí hạng nặng, khai hỏa ào ạt, được ngụy trang như những chiến xa lôi kéo hỏa lực địch. Chúng nghĩ rằng những chiến xa của ta bắt đầu xung kích. Giữa lúc địch tấn công vào căn cứ, cũng là lúc chi đoàn thiết giáp chuyển các chiến binh của liên đội thám sát tiểu khu bắt đầu vượt tuyến xuất phát, âm thầm xuất kích đánh vào sườn trái của địch. Trong bóng đêm mịt mùng, mải mê vì bị lôi kéo, Hồng ngăn chặn thiết giáp đánh ra từ căn cứ do biệt động quân ngụy trang. Cả trung đoàn 2 sao vàng và các đơn vị tăng cường dồn hết mọi hỏa lực về phía trước. Chúng không ngờ bên sườn trái, tử thần đang từng phút kề cận, cho đến khi toàn bộ hỏa lực của chi đội thiết giáp và liên đội trinh sát tấn công ào ào như sấm dậy, như sét đánh không kịp bưng tai, nỗi kinh hoàng tràn ngập trận tuyến địch, địch không kịp quay súng, từng lớp bị đóng ngã. Giữa đêm đen, khi đã phát hiện ra lực lượng tập kích sườn trái, từng lưới đạn vẫn ào ào đổ xuống, lớp chết, lớp bị thương, địch bỏ súng tháo chạy, lớp này cuốn theo lớp khác bị bắn hạ, toàn thể trung đoàn 2 sao vàng anh hùng thoát chốc tan tác cuốn cuồng tháo thân. Tiểu đoàn trinh sát sư đoàn 3 sao vàng trấn trên đồi 151 không hề hay biết, cho đến lúc một đại đội của liên đội trinh sát tiểu khu do Trung quý Khuynh chỉ huy đánh thốc lên từ sau lưng bằng lựu đạn, tên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn trinh sát sao vàng bị đóng ngã ngay từ phút đầu tiên. Cả tiểu đoàn buông súng lao xuống sườn đồi tháo chạy, bất kể phương hướng, chúng kinh hoàng bởi sự đột kích hết sức bất ngờ, tử thần từ phía sau ập đến. Xác địch ngổn ngang trên đồi cao cùng một số thi thể của các chiến sĩ nghĩa quân đã hy sinh lúc khởi đầu chiến trận. Cuộc tháo chạy kinh hoàng, bỏ lại đủ loại vũ khí trên đường tiến quân của ta, ngược lại như một sự linh thiêng màu nhiệm, lực lượng tấn công của ta hoàn toàn vô sự. Trung quý Khuynh gỡ chiếc xà cột trên vai xác tên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn trinh sát sư đoàn 3 sao vàng. Mọi ý đồ của địch được ghi chép trong tài liệu bắt được cho thấy trận đánh này chỉ là bước khởi đầu cho một trận tấn công toàn lãnh thổ tỉnh Bình Định. Ý đồ của chúng bị bẻ gãy, bị đập tan ngay từ bước khởi đầu,
Cùng lúc những tên còn sống sót của trung đoàn 2 sư đoàn 3 sao vàng cuống cuồng tháo chạy, chi khu Phù Cát tổ chức cuộc hành quân trực thăng vận khẩn cấp với hai trung đội nghĩa quân đổ xuống mục tiêu đã được dự trù, tịch thu được một khẩu súng bắn hỏa tiễn, loại đạn mới với những trái đạn khổng lồ còn lăn lóc. Đây là một loại vũ khí mới nhất của Trung Cộng, súng dùng để bắn hỏa tiễn với máy nhắm hiện đại. Máy nhắm này, phía Hoa Kỳ đã xin mượn để nghiên cứu, vì đây là loại súng bắn hỏa tiễn tối tân nhất của Trung Cộng, bị tịch thu ở chiến trường miền Nam, với mức độ chính xác gấp nhiều lần so với dàn phóng hỏa tiễn có từ trước. Ngoài ra còn tịch thu được một súng cối 120 ly, 4 đại bác 82 ly, 1 đại bác 122 ly, một số lượng vũ khí cộng đồng cá nhân và xác địch quân bỏ lại trên chiến địa không đếm xuể. Hầu như toàn bộ lực lượng địch tham chiến bị tiêu diệt gần hết. Một điều kỳ diệu là thiệt hại của lực lượng bạn không đáng kể, ngoại trừ trung đội nghĩa quân của chi khu Bình Khê trú đóng trên đồi 151 đã hy sinh lúc khởi đầu trận đánh. Sau chiến thắng, chuẩn tướng Cẩm, tư lệnh phó quân đoàn 2 đề nghị tướng Toàn phạt Trung tá Nguyễn Mạnh Tường 30 ngày trọng cấm với lý do đã điều động và sử dụng chi đoàn thiết giáp khi chưa được ông tướng trong chơi này cho phép. Trong khi hai trung tá không quân thuộc căn cứ 60 không quân chiến thuật được vinh thăng đại tá tại mặt trận, một số sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ được thăng cấp rất hạn chế. Điều bất công ấy đã khiến cho đại tá Nguyễn Hồng Tuyền và toàn thể sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ tham chiến kinh ngạc và phẫn nộ. Ngay cả đến Trung tướng Tư lệnh Không quân Nguyễn Văn Minh cũng tức giận. Trung tướng Minh ra thăm căn cứ không quân chiến thuật cho tổ chức tiệc ăn mừng chiến thắng. Tướng Minh đã ca ngợi và giới thiệu Trung tá Tường với thuộc cấp như vị ân nhân của binh chủng, lệnh cho binh chủng luôn ghi nhớ công sức của người đã cứu nguy và mang lại chiến thắng cho binh chủng, và sẽ luôn phải ưu tiên thỏa mãn cho Trung tá Tường những nhu cầu công cũng như tư. Đại tá Tuyền từ đó đã dồn mọi ưu tiên không yểm cho Trung tá Tường trong các yêu cầu tại chiến trường. Cũng vì thế, tư lệnh sư đoàn 22 bộ binh đã kiện về Bộ Tổng Tham mưu về sự ưu tiên này. Bộ Tổng Tham mưu đã phái một đại tá ra điều tra sự kiện thưa gửi ấy. Đại tá Tuyền đã trả lời một cách minh bạch: điều ấy dễ hiểu, Trung tá Nguyễn Mạnh Tường đã giúp chúng tôi một cách tận lực trong lúc nguy nan, cấp cứu và giải thoát cho những phi đoàn của chúng tôi lúc bị bắn hạ một cách mau chóng. Trong khi ấy, sư đoàn đã không làm gì trước những yêu cầu như thế, do đó chúng tôi phải tận lực yểm trợ cho Trung tá Tường là điều đương nhiên. Người chỉ huy và mang lại chiến thắng trong trận Phù Cát, Trung tá Nguyễn Mạnh Tường bị đối xử như thế đã khiến Trung tướng Minh bất bình và không thể im lặng. Do đó, trong một cuộc họp các tướng lãnh tại Sài Gòn, có mặt Đại tướng Trần Thiện Khiêm, đương kim Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Minh đã nêu lên thắc mắc này. Đại tướng Khiêm đã hỏi Đại tướng Cao Văn Viên về sự kiện ấy. Ông Viên trình bày là đã hết cấp số. Đại tướng Khiêm lệnh mang hồ sơ của Trung tá Nguyễn Mạnh Tường cho ông đích thân cứu xét, và ngay tức khắc Thủ tướng Đại tướng Trần Thiện Khiêm đã ký nghị định thăng cấp đại tá thực thụ cho Trung tá Nguyễn Mạnh Tường ngay sau cuộc họp, đó là vào khoảng tháng 8 năm 1974. Sau khi được thăng đại tá, một tưởng thưởng muộn màng, đại tá Tường được truyền chuyển về làm phụ tá hành quân cho tướng Lê Nguyên Vĩ, tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh. Kể từ ngày ấy tôi không gặp lại đại tá Tường, mãi cho đến cuối năm 1977 mới gặp ông tại Hoàng Liên Sơn trong một lần đi vác nứa. Tôi đã đứng nghiêm kính cẩn chào ông bằng lễ nghi quân cách với những dòng nước mắt nghẹn ngào. Ông vẫn bình thản như ngày xưa, vẫn đôi mắt và nụ cười thuở trước. Dường như sự đầy đọa trong tù ngục không ảnh hưởng gì đến ông. Người chiến binh già ấy đã từng làm cho tôi kính trọng thuở nào, càng làm cho tôi kính yêu hơn nữa. Trong cung cách thản nhiên chịu đựng sự nhục mạ, sự đầy đọa hèn hạ trong chốn lao tù. Bẵng đi 7 năm sau đó, 1984, tôi được gặp lại ông trong Z30A Xuân Lộc. Ông sống âm thầm trong cuộc sống đầy ải như một bậc chân tu. Ông dạy tôi về thiền và khí công, về cách điều tức sâu dài êm đềm chậm. Thì ra chính thiền công đã khiến ông vượt qua được tất cả, kể cả mọi bệnh tật cũng không xâm nhập được vào cơ thể người chiến binh năm xưa. Thỉnh thoảng ông mới được thăm nuôi,
Cuộc sống rất đạm bạc, thế mà ông vẫn chia sẻ những món quà khiêm tốn ít ỏi cho những anh em đồng tù bất hạnh, không kể thân sơ, chỉ giữ lại cho mình những hũ tương mặn chát. Trong tù, tôi nghe được nhiều người nhắc đến ông trong thời gian ông về làm phụ tá hành quân sư đoàn 5, kể lại cuộc rút quân thần kỳ cuối cùng của cuộc đời binh nghiệp, cùng những đức tính cao quý. Không chỉ những sĩ quan thuộc sư đoàn 5 mà còn rất nhiều người đã sống bên ông trong quãng đời tù đầy. Mãi đến năm 1992, tôi mới gặp lại ông tại Sài Gòn. Ông sống một mình trong một con hẻm đường Công Lý. Ngày từng ngày, ông đi chữa bệnh cho những ai cần đến ông. Ông không nhận bất cứ thù lao nào từ những bệnh nhân được ông chữa khỏi. Những lúc rảnh rỗi, ông lên gác chuông chùa Vĩnh Nghiêm đọc kinh Phật. Năm 1993, tôi bị Cộng sản Việt Nam bắt lại với án tù 12 năm về tội âm mưu lật đổ chính quyền. May mắn được quốc tế can thiệp và được ra khỏi tù cuối năm 1998. Đầu năm 1999, tôi sang Mỹ theo diện HO, được chiếu cố vì quá muộn màng và vui mừng xiết bao là vì lại gặp được ông. Nhân lời yêu cầu của nhóm nhà văn quân đội chủ trương thực hiện tập những trận đánh không tên trong quân sử, tôi xin phép ông cho phép tôi được viết lại một cách khiêm tốn quãng đời ông đã tham dự và chỉ huy các trận đánh ở chiến trường gian khổ Bình Định, cùng những chiến thắng lẫy lừng của các chiến sĩ địa phương quân và nghĩa quân, âm thầm mà ông chính là người đã, với tài trí và đức độ của mình, đưa đến những chiến thắng thần kỳ trong sự hạn chế và gìn giữ tối đa sinh mạng và tài sản của dân lành vô tội. Ông đã từ chối rất nhiều lần với ý muốn thành khẩn của tôi khi tôi muốn đưa một tài năng chỉ huy của quân lực vào quân sử, với lý do là ông đã quên hết trong thế giới của thiền đạo, và cũng bởi vì với kết cục thảm khốc của sinh mạng quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong tháng Tư Đen tối năm 75, thì mọi chiến công đã trở thành tận cùng đau đớn, có nhắc lại chỉ thêm đắng cay, mà mỗi người trong chúng ta chỉ nên âm thầm trong sám hối bởi những hành vi đã có, đóng góp một phần trong cuộc bại trận này. Theo ông, có ba đại họa trong thiên hạ là 1. Công ít mà bổng lộc nhiều, 2. Tài mọn mà địa vị cao, 3. Chí nhỏ mà mưu việc lớn. Tôi hoàn toàn thẩm thấu được nỗi đau lòng ấy, nhưng tôi thưa với ông là Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta bị bất tử vì nhiều mặt. Tuy nhiên các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu vô cùng anh dũng. Biết bao người đã nằm xuống, đã đổ máu xương cho một Việt Nam tự do. Và giờ này các chiến binh vô danh đã triệu người đang sống trong tối tăm, trong đọ đầy tủi nhục, trong đau đớn ê chề. Vậy thì hãy cất tiếng nói, hãy trả lại danh dự cho các chiến binh âm thầm kia, trả lại cho lịch sử mai hậu về một Việt Nam Cộng Hòa và một quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã có những đứa con xứng đáng trong bất khuất, anh dũng trong hy sinh, vinh hiển trong máu xương oan khuất. Việc nhắc đến vinh danh những chiến binh đã chiến đấu, đã nằm xuống như dòng nước mát, như nén hương thơm cho quê hương Việt Nam thống khổ. Và sau cùng, vì những điều tôi vừa trình bày, cuối cùng ông đã đồng ý cho tôi viết những dòng trả lại vinh quang cho những người lính miền Nam. Tác giả Trần Thúc Vũ. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn các bạn mình đã lắng nghe.